Cô dâu nghẹn ngào nước mắt khi tạm biệt người thân ngày về nhà chồng là cha mẹ, ai cũng mong muốn con gái mình tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người yêu thương. Thế nhưng là con, một bước đến bến bờ trăm năm là một lần ngoái đầu vì nhớ thương gia đình, cha mẹ. Thời điểm chia tay người thân trong ngày về chồng chắc hẳn là khoảnh khắc xúc động nhất. Mới đây, hình ảnh về một cô dâu trẻ rơi nước mắt nghẹn ngào khi tạm biệt người thân sau đám cưới được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến không ít người rưng rưng. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một đám cưới ở Thái Nguyên vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Trong những hình ảnh được đăng tải, cô dâu trẻ mặc bộ áo cưới trắng tinh khôi, mắt thì đỏ hoe ngấn lệ. Cô đưa tay lau vội những giọt nước lăn trên má, nghẹn ngào tạm biệt người thân trở về quê sau đám cưới của mình. Trên chiếc xe ô tô, người thân của cô dâu cũng vây tay chào lại. Chỉ sau ít lâu được đăng tải lên Facebook, những hình ảnh đầy xúc động trên đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Là con gái ai mà chẳng phải một lần trải qua cảm giác ấy, cảm giác rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ để đi đến một bến bờ xa lạ. Chị Kim Thương bình luận, nhìn cô dâu khóc mình lại nhớ đến ngày mình lấy chồng, cũng buồn và nhớ nhà lắm. Dù cũng đi học, đi làm xa nhà nhưng đó mới là lần chia xa thực sự. Đừng khóc bố mẹ lại nhớ em gái ạ. Hãy nhớ mình lấy được người mình yêu, sống hạnh phúc thì đó đã là niềm hạnh phúc của bố mẹ. Bố mẹ sống cả đời chỉ chờ đến ngày con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng mà thôi. Phải vui lên để bố mẹ vui nhé, chị gái y tế lại dặn dò. Cô dâu trẻ, mình lấy chồng xa ai sẽ đưa mẹ đi viện? Chia sẻ thêm với chúng tôi, TT Hoài Thương, 1992, cô dâu xuất hiện trong những hình ảnh trên cho biết cô quê ở Nghệ An nhưng lấy chồng ở Thái Nguyên. Khoảng cách địa lý xa xôi khiến cô rất nhớ nhà và thương mẹ bởi mẹ cô bị ung thư, sức khỏe rất yếu. Mẹ mình bệnh ung thư nên chỉ có bố, các bác cùng anh chị em đại diện đưa về nhà chồng thôi. Vắng mặt mẹ là một nỗi buồn, lại thêm cảnh xa nhà nữa nên nước mắt chảy không ngừng. Lúc gia đình lên xe về là lúc mình cô độc nhất. Lúc đó, chị gái mình thì chỉ biết khóc, còn người thân ai cũng an ủi động viên cố gắng sống hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe, cố gắng thường xuyên về thăm mẹ. Ai cũng nghẹn ngào không nói nên lời Hoài Thương kể lại. Nói về bệnh tình của mẹ mình, Hoài Thương tâm sự mẹ cô phát hiện bệnh ung thư đã gần một năm nay, mỗi tháng đều phải đi viện điều trị bệnh. Lấy chồng xa, điều thương lo lắng nhất đó chính là sức khỏe của mẹ, lo không biết ai sẽ là người đưa mẹ đi viện mỗi tháng. Lúc đó mình đang làm việc ở Thái Nguyên, nghe tin mẹ bệnh là bỏ việc về nhà chăm mẹ luôn. Mẹ bệnh nên yếu và gầy lắm. Mẹ mình phát hiện bệnh ung thư từ cuối năm 2017. Ngày mình về nhà chồng, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau và khóc thôi, Hoài Thương nghẹn ngào. Còn về người chồng của mình, Hoài Thương kể cô và anh quen nhau 4 năm mới quyết định về chung một nhà. Vào ngày cưới, khi thấy Thương khóc vì nhớ gia đình, chồng của cô đã cố động viên và làm trò cười để cô đỡ buồn. Anh cố tình chọc mình là nước mắt cá sấu, rồi bảo khóc xong tí lại cười tít mắt đây mà. Anh cố làm cho mình vui để không nghĩ về chuyện xa gia đình nữa, Hoài Thương kể. Hiện những hình ảnh đầy xúc động trong đám cưới của cô dâu Hoài Thương vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội.